Tám công sở, chuyện phim, tôi là sếp. Những tinh thần trách nhiệm, sự công hiến của nhân viên có được đền đáp. Mọi người ơi, đây. Tập trung đông vui dữ vậy. Tôi thuê cậu đúng là chính xác. Em có tố chất lãnh đạo mà sếp. Tôi là sếp. Tôi là sếp. Những tình huống dở khóc dở cười. Tại sao tôi để một chút hàng hóa mà không hỗ trợ tôi hả? Em không thích thì em không hỗ trợ. Tôi méo sếp tôi đó. Em là cháu vợ của sếp. Con là chủ, chú là sếp. Tất cả sẽ được lý giải qua lăng kính, dí dỏm nhưng không kém phần sâu sắc. Chương trình Tám công sở, bộ phim Tôi là sếp phát sóng vào lúc 17:50 hàng ngày trên kênh VTV9, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.